Hello Kim xin chào tất cả quý vị cô chú anh chị em trên uh, uh, toàn thế giới và trong nước cũng như là ngoài nước. Lời đầu tiên Kim xin chúc cho quý vị một ngày mới vui vẻ an lành và hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà nha. Và hôm nay Kim xin nói về cái vấn đề của uh, của sư Minh Tuệ thưa <laughs> cả nhà. Uh, hiện thời bây giờ thì uh, có một cái nguồn dư luận rất là lớn uh, rất là lớn thưa quý vị. Cho đến ngày hôm nay thì Nguyễn Phương Hằng đã chính thức À, tạo trên và gây một cái làn sóng dư luận rất lớn à, trên mạng xã hội thưa quý vị nha và khi mà bà ta lên tiếng muốn à, lên án sư minh tuệ thì tất cả những người mà trước kia ủng hộ bà nguyễn phương hằng thì có hầu như là khoảng chừng hơn 50% là người ta đi ủng hộ sư minh tuệ thưa quý vị bởi vì đa số những cái người ủng hộ bà Phương Hằng là những cái coi như người ta à, muốn có một cái sự thương yêu chân chính, chân thật, thú vị. thì đối với sư Minh Tuệ thì người ta đã rất tôn trọng và thương yêu, quý mến, à, có rất là nhiều người người ta cũng đã cùng song hành với sư Minh Tuệ trên những cái nẻo đường. đây là một cái điều mà sư Minh Tuệ không có yêu cầu cũng không có à, không có muốn gây rối trật tự an ninh hay là làm tắc nghẽn giao thông thế này thế kia đó là một cái điều sư minh tuệ không muốn nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì nó cũng xảy ra nó đã xảy ra thưa quý vị và hơn nữa sư minh tuệ cũng đã được cơ quan chức năng nhà nước ủng hộ cho nên là sư minh tuệ bây giờ thì cũng nói chung là cũng tạm ổn thì lại rằng là một CEO à, vừa mới đi tù mới về thưa quý vị à, nhưng mà đã không chịu an phận À, đã không chịu rút ra những cái kinh nghiệm sống à, như thế nào qua cái quá trình à, gần 3 năm học tập cải tạo ấy thế mà bây giờ ra lại khi mà con người đã cải tạo học tập cải tạo rồi thì họ sẽ có những cái điều khác biệt đúng không quý vị? Đó nhưng mà ở đây à, bà CEO không rút ra được một cái kinh nghiệm sống như thế nào à, mà lại bây giờ tạo nên một làn sóng có nghĩa là bây giờ bà ta tuyên bố một câu rằng là bây giờ ra lại thì khôn hơn trước kia rồi không cần mình phải ra tay làm mà để cho người khác làm bằng chứng là có những cái cuộc à, tuyên bố à, tụ tập trong khu du lịch đại nam ừ, lợi dụng cái nguồn khán giả thưa quý vị nói nhưng mà à, bà ta tạo lên một cái làn sóng như vậy cũng cảm thấy là không vừa lòng ở trong khu du lịch Đại Nam thì lúc nào cũng có khán giả Cũng có khách à, Thì bà ta tổ chức trong những cái buổi mà uh, Live show ở trong đó à, Thì uh, Nó không có nằm vào cái uh, Sự mà là to tác lớn lắm, Nên hôm nay Bắt cái trên thầy Minh Tuệ Và nói nào ngay cũng thương cho thầy Sư Minh Tuệ là đã uh, Vô tình uh, Lọt vô cái cái vòng xoáy của uh, Bà CEO thưa quý vị Nha. Thì ở đây á bà đã bị quay xe bị fan của mình quay xe rất là nhiều và hiện thời bây giờ thì bà ta còn tuyên bố ngày 20 tháng 10 bà ta sẽ đưa ra những cái đúng và những cái sai từ một cái người như sư minh tuệ là một cái người đi tu hạnh đầu đà các bạn biết là một cái cái sự gọi rằng là tu khổ hạnh rảo bước chân trên tất cả khắp nẻo đường đất nước đi như vậy để hành xác mình. để tìm cho mình một cái chân lý thưa quý vị. À, nhưng mà bây giờ cũng không yên, à, không yên với cái bà CEO này quý vị nha. Thì chúng ta chờ xem Thứ coi ngày 20 tháng 10 này bà la làm cái gì và đã đưa ra những cái gì mà có à, ảnh hưởng hay là có một cái sự liên quan tới sư Minh Tuệ. Thưa quý vị. Còn hiện thời bây giờ, à, có rất nhiều cái nguồn dư luận trái chiều. Kể cả là video clip từ TikTok cho đến và Instagram, cho đến là Facebook, cho đến là Youtube. À, tất cả những nguồn dư luận đó đều đổ dồn vào trong cái vấn đề mà bà CEO này sẽ lên án Sư Minh Tuệ. Sẽ đem Sư Minh Tuệ ra để mà tạo cái trend mới cho mình. Để tạo ra một cái làn sóng à, cho mình, để mình được nổi tiếng hơn hơn là ngày xưa bởi vì thưa quý vị là người, người ta nói lòng tham không đấy cái sự mà con người khao khát của một cái con người khao khát được nổi tiếng khao khát được bao nhiêu người tung hô vạn tuế mình tung hô ủng hộ mình thì đây là một cái hiện tượng mà của bà CEO từ trước tới bây giờ thưa quý vị. Đó, cải tạo học tập rồi về rồi, bây giờ lại còn tệ hại hơn ngày trước nữa quý vị đúng không? à Bà ta có nói rằng là lúc trước bà ta uh, nói như một người điên, và không hiểu, đôi lúc không hiểu nổi được mình đang làm cái gì. Và bây giờ đã rút ra một cái kinh nghiệm sau khi đi học tập cải tạo về, thưa quý vị. và kèm theo đó là cũng có một cái sự hoang khoan hồng của nhà nước. Nhưng bây giờ thì cả nhà thấy nếu như bà ta đem cái câu chuyện của sư Minh Tuệ ra để mà chia sẻ, bóc phốt cũng giống như trước đây đã làm cái hành động này với Thiền A bên bờ vũ trụ, với thầy ông nội đó quý vị, với cụ Lê. Đó và cũng có một cái trường hợp giống như là thầy đức à, đã gọi rằng là sám hối ăn năn vì có những cái lời phát ngôn xúc phạm đến sư minh tuệ và bây giờ cũng đã xin lỗi cũng đã hối hận khi cái việc mình làm như vậy là không đúng à. thì có rất rất nhiều à, trường hợp cũng giống như thầy đức chứ không phải là một mình thầy đức thưa quý vị à, rồi hơn nữa ở đây là một cái tấm lòng tôn kính sư minh tuệ cũng giống như là bản thân kim thì kim là người đạo thiên chúa giáo nhưng mà kim cũng rất ngưỡng mộ và bái phục một người như sư minh tuệ thậm chí người ta đánh mình mà vẫn là nở một nụ cười không có phiền buồn hay là giận dỗi hay là cái gì một cái hành động nhỏ không có một cái hành động nhỏ gọi là sân si cũng không có thì với một người như vậy thì bây giờ nở lòng nào mà bà ceo lại đem họ ra À, bắt bắt buộc là bây giờ phải đem họ ra để tạo một cái trend cho mình, à, tạo một cái sự ờ à, động dư luận ồn ào để cho mình được nổi tiếng thì đây là một cái hành động nó không có không có đẹp, không có lương tâm thưa quý vị, đó kim nói thật nha. Cho nên rằng là kim hy vọng rằng cái ngày 20 tháng 10 này à, nó sẽ không đến nỗi mà tồi tệ giống như là à, suốt ngày hôm nay kim suy nghĩ À, sẽ có một cái luồng sống rất là mạnh mẽ và tạo nên một cái sự một cái sự cố rất là lớn rất là lớn thưa quý vị bao nhiêu tất cả các kênh youtube đều chia sẻ những cái vấn đề này toàn thể không gian mạng thưa quý vị từ tiktok từ instagram từ facebook từ cái mảng youtube đều nổi dậy một làn sóng khi bà ceo lên tuyên bố như vậy thì bây giờ à, quý vị Kim và các bạn quý vị khán giả cũng hãy chờ xem đến ngày 20 tháng 10 coi bà, bà ta phải đem ra những cái điều gì để mà bóc phốt sư minh tuệ thưa quý vị nhưng ở đây kim nói thật quý vị nó có một cái trường hợp mà khiến cho mình phải chú ý tới à, là đằng sau lưng đó kim chợt suy nghĩ đằng sau lưng đó có phải là có một cái động lực nào à, để cho bà ta làm như vậy hay không à, thưa quý vị quý vị có nhớ từ từ cái ngày mà bà ta công kích thiền a minh bộ vũ trụ thì cả nhà thấy kèm sao theo đó là có một cái người nào, có một cái thế lực nào đứng đằng sau lưng bà ta trong cái vụ thiền an minh vũ trụ không, quý vị? Ủng hộ bà ta. À, rồi có dính dấp về vấn đề ông Thắng, bà Mai và Diễm My trong đó nữa thưa quý vị. Nhưng đây, à, cái đó thì nó đã qua rồi, Kim chỉ nhắc sơ lại cho quý vị nhớ. Và ở đây, tìm tàn đâu đó, thì Kim nghĩ rằng là có một cái thế lực từ ở cái chỗ, một cái người mà cũng đã từng có những cái scandal lớn, ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam nha quý vị. À, thì bây giờ cái bài của chia sẻ của Kim đến đây xin tạm ngừng quý vị. Kim sẽ lên những cái video kế tiếp để uh, chia sẻ trong cái vấn đề của sư Minh Tuệ và uh, cô CO này nha quý vị nha. Thì nếu quý vị thích cái video của mình thì xin quý vị hãy cho Kim xin một like và một nút chia sẻ. À, Kim cảm ơn quý vị rất nhiều và không quên chúc quý vị một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình các quý vị nha. Và chúng ta hãy chờ xem ngày 20 tháng 10 như thế nào và chúng ta sẽ tiếp tục để theo dõi và chia sẻ cho quý vị cô chú anh chị xem những cái tin tức kế tiếp quý vị nha. Kính xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau nhé. Bye bye.